Xin chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại bà con chăn nuôi trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, mùa hè nắng nóng sắp đến, thời tiết nắng nóng kết hợp với nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, trong đó có đàn gia cầm. Không chỉ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, nắng nóng còn làm giảm quá trình hấp thu dinh dưỡng và tăng trọng, làm phát sinh nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, cảm nóng, cảm nắng, viêm phổi, tụ huyết trùng. Vậy làm thế nào để hạn chế thấp nhất những tác hại của thời tiết nắng nóng và bà con chăn nuôi cần phải thực hiện các biện pháp như thế nào để bảo vệ đàn gia cầm? Mời bà con cùng đồng hành với Dr. Vet ngay sau đây. Đầu tiên, mời bà con cùng tìm hiểu về những biểu hiện cho thấy đàn gia cầm bị stress nhiệt. Hiện tượng stress nhiệt xảy ra ở mọi lứa tuổi của gia cầm khi thời tiết nắng nóng kéo dài, do thân nhiệt của gia cầm cao và gia cầm không có tuyến mồ hôi nên việc thải nhiệt rất khó khăn. Vào những ngày nắng nóng, bà con sẽ thấy gia cầm há mồm để thở và thở nhanh. Bà con quan sát sẽ thấy khi gia cầm bị stress nhiệt sẽ có những biểu hiện rất đặc trưng như sau: gia cầm mệt mỏi, ủ rũ, giảm ăn và ăn kém, uống nhiều nước, gia cầm ốm yếu, sức đề kháng giảm, năng suất sản xuất thịt và trứng giảm, giảm kích cỡ và trọng lượng trứng, vỏ trứng mỏng, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp và các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như thương hàn, E. coli. Và bây giờ, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con các biện pháp để phòng chống nắng nóng cho gia cầm. Về biện pháp để có hiệu quả lâu dài, bà con cần chú ý. Thứ nhất, đó là hệ thống chuồng trại. Để phòng chống nắng nóng cho gia cầm thì khâu thiết kế và chuẩn bị chuồng trại được xem là khâu đầu tiên và rất quan trọng. Bà con lưu ý, chuồng trại để chống nóng cho gia cầm phải đảm bảo được các yêu cầu sau. Chuồng phải được thiết kế thông thoáng, cao ráo, mát mẻ vào mùa hè và tránh được mưa tạt, gió lùa. Hướng chuồng tốt nhất là hướng đông nam hoặc đông tây để tránh được bức xạ mặt trời. Xung quanh chuồng phải trồng nhiều cây xanh để tạo bóng mát. Đối với kiểu chuồng kín, phải có hệ thống quạt thông gió và dàn mát được lắp đặt hợp lý, sao cho chuồng trại thông thoáng nhất và giảm được lượng khí độc lưu thông trong chuồng. Bà con nên đầu tư hệ thống máy phát điện để sử dụng trong những trường hợp mất điện vào những ngày nắng nóng. Tránh những trường hợp mất điện quá lâu, khi không có hệ thống thông gió và quạt, đàn gà sẽ dẫn tới hiện tượng bị chết ngạt. Đối với kiểu chuồng hở, bà con nên làm mái chuồng bằng vật liệu cách nhiệt, hệ thống quạt bố trí phù hợp để gió được tỏa đều khắp chuồng. Bà con có thể trồng cây leo phủ lên mái hoặc lắp đặt hệ thống phun sương trên mái để làm giảm nhiệt độ chuồng nuôi trong mùa nắng nóng. Về phần mái chuồng, bà con nên lắp dàn phun nước làm mát để sử dụng trong những ngày nắng nóng. Nên lựa chọn chất liệu tôn chống nóng 2-3 lớp để có thể cách nhiệt được tốt nhất. Thứ hai, tiêu độc khử trùng. Bà con cần chú ý vệ sinh tiêu độc chuồng trại thường xuyên bằng cách sử dụng các loại thuốc sát trùng an toàn, sử dụng được khi có vật nuôi trong chuồng như Dyson Super của hãng Interchemi Hà Lan hay Ionina Còng của công ty VB Pharma để phun sát trùng toàn bộ khu vực chuồng trại chăn nuôi, giúp tiêu diệt các mầm bệnh có thể gây bệnh cho đàn gia cầm. Nền chuồng phải đảm bảo sạch sẽ, chất độn chuồng vừa phải, định kỳ thay chất độn chuồng sao cho luôn khô ráo, sạch mầm bệnh, hạn chế ứ động phân nhiều, sẽ sinh ra khí độc, làm nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi tăng cao. Với chuồng có đệm lót sinh học, bà con nên thường xuyên cào, sới lớp đệm lót để đệm lót được tươi xốp, phân hủy chất thải nhanh hơn, không nên để lớp đệm lót bị lén quá chặt, sẽ sinh khí độc trong chuồng. Bà con có thể sử dụng các loại men vi sinh giúp xử lý nền chuồng của công ty Sao Mai như Biolac, Biofarm, Biobet. Các vi sinh vật có lợi trong các sản phẩm này sẽ giúp tăng khả năng phân hủy dinh dưỡng trong chất thải, giảm thiểu quá trình hình thành các khí thải gây mùi, hạn chế tối đa điều kiện phát triển của các nhóm vi sinh vật gây mùi và những tác nhân chính ảnh hưởng đến môi trường chuồng trại trong suốt quá trình chăn nuôi. Thứ ba là chế độ dinh dưỡng. Về nước uống, bà con cần cung cấp đầy đủ lượng nước mát và sạch cho gia cầm, tránh bơm và phơi bể nước vào những thời điểm nắng nóng. Tăng lượng nước uống cũng như bổ sung máng uống để gia cầm tiếp cận được với nguồn nước nhanh chóng và đầy đủ nhất. Định kỳ khử trùng đường ống nước bằng sản phẩm Dyson Super của Interchemi Hà Lan giúp làm sạch đường ống nước, loại bỏ lằng cặn, chất bẩn. Về thức ăn, bà con điều chỉnh thời gian cho ăn trong ngày của gia cầm và tránh cho ăn vào lúc thời tiết ngoài trời đang nắng nóng. Bà con có thể cho ăn vào lúc sáng sớm và chiều tối khi trời mát. Ngoài ra, bà con bổ sung vào nước uống hoặc thức ăn của gia cầm một trong các sản phẩm sau để giúp gia cầm giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Thứ nhất, Betasol Orange của Interchemi Hà Lan giúp bổ sung betan và nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng lực, tránh hao cân, nâng cao sức đề kháng, chống stress nhiệt. Thứ hai, Electromix VKS của Interchemi Hà Lan hỗn hợp bao gồm axit amin, chất điện giải giúp bù nước, điện giải, chống mất nước, cấp nước, chống nóng, chống stress, giải độc tố cho vật nuôi. Thứ ba, Catronite của công ty VB Pharma giúp cấp nước,
bù điện giải, tăng sức đề kháng, chống stress do thời tiết cho vật nuôi. Thứ tư, GCKC của công ty Sao Mai, bổ sung vitamin C, điện giải và đường, giúp vật nuôi giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Bà con cần chú ý sau đợt nắng nóng cần bổ sung thêm vitamin và chất dinh dưỡng, tránh để gia cầm thiếu chất, giảm cân, mệt mỏi bằng cách cho gia cầm sử dụng một trong các sản phẩm sau đây. Thứ nhất, Introvit A Orange hay Introvit A WS của Interchemie Hà Lan. Thứ hai, Become WS của công ty Sao Mai. Cả ba sản phẩm trên đều giúp bổ sung đa vitamin và axit amin, giúp bổ sung nhiều dưỡng chất cho vật nuôi. Cùng với đó, bà con nên sử dụng thêm sản phẩm men tiêu hóa Cheat Pro, Dirt Pro hay Hard Pro của công ty Sao Mai để bổ sung men vi sinh sống, giúp gia cầm tăng khả năng tiêu hóa, giảm tiêu chảy, nhanh hồi phục sức khỏe. Về biện pháp tình thế tức thời, nếu chuồng trại của bà con chưa chống nóng được một cách triệt để, thì trong những ngày nắng nóng, bà con nên làm một số công việc sau. Thứ nhất, giảm thiểu bớt mật độ chăn nuôi. Vào những ngày nắng nóng, bà con nên giãn đàn để giảm thiểu mật độ chăn nuôi trong chuồng xuống còn 5-7 con trên mét vuông, thay vì 8-10 con như thông thường. Thứ hai, hạ nhiệt độ chuồng nuôi. Bà con hạ nhiệt độ chuồng nuôi bằng cách phun nước trực tiếp hoặc sử dụng hệ thống con văng nước trên mái để hạ thấp nhiệt độ ở trên mái chuồng. Bà con phun nước liên tục từ 8 giờ đến 16 giờ 30, không được để đến lúc mái chuồng đã nóng hay đợi lúc nắng nóng lên đỉnh điểm, ví dụ như là vào buổi trưa chiều rồi mới phun nước vào, vì lúc này gia cầm sẽ càng yếu và càng dễ chết. Thứ ba, về chế độ ăn, bà con tuyệt đối không cho gia cầm ăn vào ban ngày do gia cầm sẽ có phát sinh nhiệt trong quá trình tiêu hóa. Có hai thời điểm thích hợp nhất trong ngày để cho gia cầm ăn là vào lúc sáng sớm, từ 4 đến 5 giờ sáng và tối muộn, từ 6 đến 9 giờ tối. Vào những ngày nắng nóng, bà con tránh hình thức cho gia cầm ăn tự do. Liều lượng khuyến khích cho gia cầm ăn vào những ngày nắng nóng theo bảng như sau. Thứ tư, về nước uống vào ngày nắng nóng. Cần phải đảm bảo nguồn cung nước uống liên tục cho gia cầm vào những ngày nắng nóng. Bà con bổ sung điện giải, vitamin C vào nước theo tỷ lệ khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất để giúp vật nuôi bù nước, điện giải, chống nóng, tránh hao cân và nâng sức đề kháng cho vật nuôi. Thông thường, lượng nước cho gia cầm uống trong ngày sẽ nhiều hơn từ 1,6 đến 2 lần lượng thức ăn trong điều kiện nhiệt độ lý tưởng. Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ vượt quá 37 độ C thì lượng nước cung cấp có thể gấp 4 đến 6 lần lượng thức ăn. Thứ năm, khắc phục và xử lý ngay gia cầm bị say nóng. Nếu nhiệt độ trong chuồng vượt quá 35 độ, gia cầm có những biểu hiện như nằm ẹp, xạ cánh, há mồm, bà con phải tiến hành chống nóng khẩn cấp bằng cách bắt hết gia cầm có biểu hiện say nóng ra một chỗ riêng mát mẻ, nhúng từng con vào thùng nước mát, dùng xi lanh cho gia cầm uống Betasone C Orange của Interchemie Hà Lan trực tiếp để gia cầm nghỉ ngơi, hồi sức, rồi đặt gia cầm trở lại vị trí cũ. Với gia cầm trong chuồng, bà con có thể sử dụng bình khử trùng, cho nước mát vào rồi phun xương trực tiếp vào gia cầm để giảm thân nhiệt với tần suất phun là 2 lần trên tiếng. Quý vị và bà con thân mến, như vậy trên đây Dr. Vet đã chia sẻ tới bà con chăn nuôi về các biện pháp chống nóng cho đàn gia cầm trong mùa hè để bà con có thể nắm được và áp dụng trực tiếp vào đàn gia cầm nhà mình trong quá trình chăn nuôi. Nếu bà con cần tư vấn hay hỗ trợ thì có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chúng tôi 098 222 0717. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.